Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh V Audio Sài Gòn. Hôm nay V sẽ giới thiệu tới tất cả quý vị một cặp loa cột của hãng Pioneer. Và trước khi đi vào giới thiệu, quý vị nào đang xem kênh của V mà chưa nhấn vào nút đăng ký thì quý vị nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh để quý vị liên tục có những cái thông tin về sản phẩm mà B update lên. Và hôm nay là B giới thiệu về cặp loa Pioneer, cặp loa cột với model F99 Twin X nha quý vị. Hay chúng ta là đọc thường hay đọc là từ Queen, F99 từ Queen. Và đây là F99 từ Queen X. Nó có dòng 99 Queen trơn nữa, không có chữ X. Và B đang sở hữu cặp có chữ X nha quý vị. Lưới nó còn đầy đủ. Đây là cái lưới của nó. Cặp loa này là nó có màu cánh dáng nha quý vị. Đây đậy một cái lưới nè. Rồi. Cái lưới này nó có bị rách một tí đây và bị đệm may trở lại rồi quý vị nha. Trở lại rồi. Đi thử ướm một cái thôi. Còn cái lưới kia thì còn nguyên không có. Đây, còn cái lưới này thì còn nguyên nha. Cái lưới này thì không bị rách thôi quý vị. Rách một tí thôi. Nhìn thì cũng sao. Và nó có hai loa bát 20 và một loa trép còi. Quý vị thấy là nó được bố trí ở giữa này, loa trép. Thường những cái loa chúng ta thường thấy thì trép nó bố trí ở trên cùng, nhưng mà cái dòng này thì loa trép nó bố trí ở giữa. Loa bát này găng bằng vải thì nó không có mục nên mình khỏi phải thay nha quý vị. Cặp loa còn rất là đẹp. Cặp loa này một thùng như vậy là nó nặng 40kg trên một thùng. Nó cao một mế nha quý vị ạ. Nó cao đúng một mế luôn. Đây, để đo xem chiều rộng nó bao nhiêu nha. Chiều rộng của nó là 27, chiều sâu là 37 nha quý vị. Hôm bữa cũng Vy cũng có bán một cặp 99 thuộc viên trơn. Cũng có rất nhiều khách họ Vy về cái dòng này, nhưng mà hôm nay Vy về có chữ X chứ không có trơn nha. Nó có lỗ không hơi ở phía sau, hai lỗ không hơi ở phía sau nha quý vị. Công suất của nó dao động từ 60W tới 180W. Độ nhạy của nó là 91 dB. Trở kháng của nó là 6 ohm. Hồng loa thì quá trời nặng, rất là nặng luôn. Và quý vị thấy nó có 4 cái trạm gắn loa. Đây là dòng loa chúng ta có thể chơi được bi quay nha quý vị. Nếu như có ông ly bi quay thì chúng ta thử chơi bi quay. Quý vị thấy là nó có một cái đéo ở phía dưới nữa. Nói chung là rất là chắc chắn. Cặp loa này khi chúng ta nhìn thì cảm thấy nó rất là chắc chắn luôn á. Lưu quay một lượt rồi sau đó Vy sẽ test nhạc nha. Test nhạc và quý vị cùng nghe. Còn nếu như ai thích, nói chung là cái dòng mà từ Vy nó cũng về bố trí loa, về thùng loa nó cũng không có khác gì cái dòng này hết. Có khác chăng thì cái màu nó hơi khác một xíu thôi, chứ còn về nhìn vào thì quý vị không thấy khác luôn. Bên ngoài phía sau đang cái loa bên cạnh nữa ha, quý vị nhìn vào cái thùng. Chắc là bi quay rất là kỹ luôn. Đây, quý vị nhìn bên hông nè. Rất là ok. Cặp loa này nó nặng như vậy mà vận chuyển về tới đây nó còn như thế thì phải. Nói chung là rất là vui. Và bây giờ thì Vy sẽ công bố mức giá của cái cặp loa F99 từ Queen X này. Vy bán mức giá là 17 triệu đồng nha quý vị. 17 triệu cho một đôi loa cột Pioneer. Nếu như ai thích vừa nghe vừa trưng bày thì nhớ liên hệ với Vy qua số điện thoại bên góc màn hình. Còn bây giờ Vy sẽ test một bản nhạc và xin mời tất cả quý vị cùng nghe. Nói duyên kiếm một lời thôi.
chương thương đau, màu hoa chưa úa phai màu. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần ơi. Chuyện ngày xưa xin gửi theo áng mây chiều trôi. Chiều trôi.